Dạ, cho em hỏi là mọi người có thấy màn hình của em và có nghe được cái giọng của em không ạ? Ok, rồi Ok, Khải ok. ok. Dạ, rồi em cảm ơn ạ. Dạ, em xin chào tất cả thầy cô, các anh chị và các bạn ạ. Thì em tên là Nguyễn Khải, hôm nay em sẽ trình bày cho mình một cái bài về giới thiệu về hệ điều hành Ubuntu và một số cái lệnh cơ bản trên cái hệ điều hành này. Thì bài của em sẽ gồm hai phần. Đầu tiên em sẽ giới thiệu về hệ điều hành Ubuntu và cái hệ thống file và một số cái thuật ngữ mà mọi người cần biết. Cái phần thứ hai thì em sẽ giới thiệu một cái số lệnh làm việc với file và thư mục, chẳng hạn như là liệt kê, tạo, xóa hoặc là copy di chuyển. Thì mọi người cũng quen thuộc với cái hệ điều hành, chẳng hạn như là trên điện thoại thì có Android và iOS, trên máy tính thì có Windows của Microsoft hoặc là macOS. Thì ở đây em giới thiệu cho mọi người tới cái hệ điều hành Ubuntu. Thì Ubuntu nó là một một trong những bản phân phối của Linux, thì mọi người cũng có thể bảo là hệ điều hành Ubuntu hoặc là cũng có thể nói là hệ điều hành Linux đều được. Thì có nhiều bản phân phối của Linux, nó hoặc là như là Fedora, CentOS, Red Hat. Nhưng mà em giới thiệu cái Ubuntu này là do là nó có số lượng người dùng rất là lớn trong các bản phân phối của Linux này. Chính vì thế thì nó có cộng đồng sử dụng lớn và có nhiều tài liệu. Nếu mà mình có cái vấn đề gì á, thì mình Google dễ tìm kiếm cái giải pháp hơn. Về lý do mà tại sao lại sử dụng Linux Tân Sinh á, thì ở đây em đưa ra ba cái lý do cơ bản và chính yếu. Cái thứ nhất á, Linux nó là một cái hệ điều hành mã nguồn mở, và chính cái mã nguồn mở này á, thì người ta công khai cái mã nguồn của nó. Thì đối với những người mà có chuyên môn á, người ta có thể là can thiệp và chỉnh sửa cái hệ điều hành này và khai thác được cái tài nguyên máy tính một cách gọi là tối đa hoặc là theo một cái nhu cầu riêng nào đó. Và cái thứ hai là nó miễn phí, thì cái lý do này nó cũng không quan trọng bằng cái lý do đầu tiên này. Chính vì cái lý do đầu tiên này á, thì nó được cài đặt rộng rãi trên cái các máy hệ thống máy tính HPC này. Thì các máy tính HPC này nó cũng giống như cái máy tính để bàn bình thường thôi, nhưng mà chỉ khác là nó được trang bị các phần cứng có thể có khả năng lưu trữ lớn và có bộ xử lý mạnh mẽ. Và trong Tân Sinh á, thì tùy theo cái quy mô mà cái lượng dữ liệu á, có thể từ hàng gigabyte cho tới hàng terabyte. Thì chính vì cái máy tính này nó có thể lưu trữ được cái dữ liệu lớn và nó có khả năng xử lý mạnh mẽ. Thì chính vì thế thì nó thúc đẩy cái quá trình mà phân tích nhanh hơn, và nó cũng đẩy nhanh được cái tiến độ dự án. Và chính vì hai cái lý do trên á, thì hầu hết tất cả các công cụ tin sinh học thì đều được các nhà phát triển người ta phát triển có thể chạy trên cái hệ điều hành Linux này. Ở đây em giới thiệu về hai cái thuật ngữ khác nữa là Graphic User Interface và Command Line Interface. Em tạm dịch là giao diện đồ họa và giao diện âm lệnh. Thì mọi người dùng Windows, mọi người cũng quen thuộc là mọi người click như như giao diện đồ họa, thì mọi người là click các cửa sổ này kia, thao tác với cái Google Chrome hoặc là cái phần mềm chuyên dụng nào đó, thì mình thao tác bằng click chuột, click UX, click các mục này kia. Còn đối với cái giao diện làm lệnh á, thì mọi người chỉ có thể tương tác được bằng bàn phím thôi. Mình nhập các lệnh và yêu cầu cái máy tính hoặc là yêu cầu các phần mềm làm theo cái lệnh của mình. Thì giao diện dòng lệnh trên Ubuntu á, mình sẽ gọi nó cái cửa sổ giao diện lệnh này, mình sẽ gọi nó là terminal. Ở đây em giới thiệu cho mọi người một cái shell. Thì shell nó chỉ là đơn giản là một cái chương trình mà mình tương tác với shell thông qua cái terminal vừa nãy. Thì khi mà mình nhập các lệnh trên cửa sổ terminal, thì shell nó sẽ đọc các lệnh đó và nó gửi cái yêu cầu về cái hệ điều hành để thực hiện theo cái lệnh của người dùng. Thì có nhiều loại shell, thì có cái loại shell phổ biến nhất là Boolean shell, hay viết tắt là bash, cũng là cái shell mà suất hóa học này theo. Thì anh em cũng có để một số hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Ubuntu. Còn nếu mà mọi người chưa muốn, không biết là mình có thích thú hay không á, thì có một cái giải pháp khác ở trên Windows á, thì mọi người có thể cài cái Ubuntu trên cái Windows Subsystem for Linux này, hay viết tắt là WL này. Cái này thì nó nhẹ. Còn trên macOS á, thì nó có sẵn cửa sổ terminal rồi. Có một cái cách khác á, thì cách này nó nặng hơn cách phía trên một tí, là cài trên hệ điều hành Ubuntu, cài trên máy ảo. Máy ảo này nghe có gì đó cắt sim, nhưng thật ra nó chỉ là một cái phần mềm thôi, tạo cái môi trường ảo thôi để mình cài thôi. Theo là em giới thiệu một cái hệ thống file của Linux. Thì
trong Linux á, cái thư mục lớn nhất á, mình gọi nó là thư mục root, và nó được ký hiệu là bởi một cái dấu gạch chéo này. Thì cái thư mục root này á, nó sẽ chứa tất cả các file và các thư mục khác của hệ thống. Và cái cấp bậc nhỏ hơn của thư mục root á, là cơ bản là có những cái thư mục như thế này trên màn hình. Thì mỗi thư mục nó có một cái chức năng riêng. Thì có một cái thư mục mọi người trước tiên là mọi người cần lưu ý, đó là thư mục home này. Thư mục home này mình gọi là thư mục home của người dùng. Thì cái thư mục home này nếu mà trên cái máy của mình nó có bao nhiêu tài khoản á, thì cái hệ điều hành này nó sẽ tự động tạo bấy nhiêu cái thư mục có tên trùng với tên của cái tài khoản đó. Chẳng hạn như để em tạo ba cái tài khoản đi, em Hạng Nguyễn, Văn A, Văn B, thì nó sẽ tự động là tạo ba cái thư mục như thế này. Nó nằm trong cái thư mục home này, cái sạc này, có nghĩa là thư mục Hạng Nguyễn nằm trong thư mục home, và thư mục home này nằm trong cái thư mục root này, là cái thư mục lớn nhất của hệ điều hành. Thì em tạm gọi những cái thư mục này là username để tiện cho các slide sau. Thì khi mà mình mở cửa sổ terminal lên á, nó là chúng, nhưng mà ở phía trên cùng bên tay trái á, nó sẽ có một dòng chữ thế này. Cái dòng chữ này á, mình gọi nó là dấu nhắc lệnh. Thì cái thành phần, cái cấu trúc của dấu nhắc lệnh á, thì nó sẽ gồm như là username và cái tên thiết bị. Thì đây cái chữ A cộng này nó đơn giản là cái ký tự ngăn hai thành phần lại với nhau thôi, và nó sẽ có dấu hai chấm và cái dấu ngã này. Cái dấu ngã này á, là nó báo cho mình biết á, là mình cái mặc định của mình khi mà mình mở terminal lên đó, là mình đang ở trong cái thư mục username. Như nãy em có nói là username, chẳng hạn như là trong trường hợp này là Khải Nguyễn. Còn cái ký tự dấu đô la này có nghĩa là mình đang ở trong mình đang dùng sử dụng cái tài khoản user mà không phải người dùng root thôi. Và đây là con chó Sơn Thảo. Thì mà để kiểm chứng như cái lời em có nói là dấu mình mặc định là mình vào là mình đang ở trong thư mục username á, thì mình sử dụng cái lệnh pwd này. Mình nhập pwd trên bàn phím, sau đó mình enter, thì cái kết quả của cái lệnh này á, nó sẽ được in ra cửa sổ terminal này. Như thì cái lệnh này á, nó dùng để là in cái đường dẫn mà mình đang ở. Ở đây thì nó hiện ra là thư mục Khải Nguyễn này, nằm trong thư mục home và nằm trong root. Đồng thời á, khi mà mình ấn enter, nó vừa hiện kết quả, đồng thời là khi mà cái lệnh nó chạy xong á, thì nó cũng đồng thời nó sẽ hiện một cái dấu nhắc lệnh mới. Điều này có nghĩa là nó nhắc cho mình là nó sẵn sàng nhận một cái lệnh mới từ người dùng để mà thực hiện tiếp. Về cấu trúc của một cái lệnh cơ bản á, thì mọi người có thể hiểu là nó sẽ gồm 3 thành phần. Đầu tiên là tên lệnh, chẳng hạn như là em ví dụ là lệnh ls đi. Và cái thành phần thứ hai là option, hay có một số nơi khác người ta gọi là flag. Và thành phần thứ ba là parameter. Thì ba thành phần này nó được ngăn với nhau bởi một dấu cách. Và khi mà mình nhập xong một câu lệnh cơ bản, mình enter, thì cái cell mà em có nói, thì nó sẽ đọc từ trái sang phải. Chẳng hạn như mình đọc, đang đọc, nó sẽ đọc mình dùng lệnh ls và những cái option gì đó. Cái option này nó sẽ tùy chỉnh cái hành vi của cái lệnh ls này. Thì để xem, mình có thể xem cái hướng dẫn của một lệnh, hoặc là mình xem cái lệnh đó có những cái option nào á, thì em có hai cách. Thứ nhất á, là mình gõ cái chữ man này, xong mình cắt ra một cái và mình nhập cái tên lệnh và mình enter, thì nó sẽ hiện cho mình là một cái trang mới về cái hướng dẫn. Thì để thoát thì mình có thể nhấn phím Q trên bàn phím. Cái thứ hai á, là mình nhập tên cái lệnh đó trước, sau đó mình cắt ra một cái, rồi mình gõ hai dấu gạch ngang này và mình đánh từ H và enter, thì nó sẽ in in cái hướng dẫn. Cái cách này thì nó sẽ in cái hướng dẫn ra cửa sổ terminal luôn. Thì mọi người tạm thời mọi người có thể thấy là có những đây, cái ví chẳng hạn như cái lệnh lẽ đây, nó có những cái option như thế này. Cái option đó thì thường thường là nó có hai cách ghi, hoặc là mình viết tắt chữ A như thế này, hoặc là mình viết đầy đủ như thế này, sẹt sẹt rồi A là L đây. Và cái cột cái bên á, là nó mô tả cái nội dung là cái lệnh này nó sẽ làm cái gì đó. Chẳng hạn như cái lệnh chữ C này, nó chỉ có viết tắt thôi chứ nó không có đầy đủ.